rồi. Và ngày hôm nay thì Hoàng An sẽ không nhờ chuyên gia ẩm thực Hoàng Oanh lên thực đơn mâm cơm cho chị em mình đâu, mà chính bản thân Hoàng An sẽ gợi ý một mâm cơm cho chị em mình và nhờ chuyên gia ẩm thực hướng dẫn về định lượng thôi nha. Xin chào Hoài An, xin chào quý vị khán giả của chương trình Chợ Khéo Cơm Ngon. Mâm cơm mà hôm nay Hoài An muốn gợi ý là mâm cơm gì đó? À, mâm cơm ngày hôm nay em muốn gợi ý cho chị em mình đó là món canh nghêu nấu khế thì là nè. Rồi món thứ hai nữa là cá ba sa tẩm muối ớt hấp nè. Và món thứ ba nữa là rau củ xào heo viên. Nhưng mà em không biết là mình sẽ tráng miệng bằng cái món gì. Mà chị thấy mâm cơm em lên vậy có hợp lý không? Hợp lý lắm rồi đó. Mâm cơm này là có vị chua nè, có vị cay nè. Vậy thì mình sẽ chọn món tráng miệng là món ngọt nha. Cụ thể là món gì chị? Chị thấy là đang mùa vải thiều nè, hay là mình chọn vải thiều tráng miệng đi. Đúng rồi đó, vải thiều mùa này đang rất là rộ luôn, đi tới đâu em cũng thấy bán vải thiều hết á. Nhiều khi em chọn thì em chọn những cái trái to tròn về để em mua, chứ thiệt ra cũng không biết rõ về nguồn gốc xuất xứ của nó. Vậy thì chị có cái gợi ý nào không? Vải thiều Lục Ngạn trong cái hệ thống này đó thì được siêu thị Co.opmart là một trong những cái đơn vị mà bao tiêu sản phẩm cho nông dân tỉnh Bắc Giang. Cho nên nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm thì không cần phải lo nha. Ngoài ra đây cũng là một trong những hệ thống bán lẻ đang có chiến dịch tiêu dùng xanh, nói không với túi ni lông để bảo vệ môi trường. Cho nên những ai mà đến siêu thị Co.opmart hoặc là những siêu thị thuộc hệ thống Sài Gòn Co.op trong tháng 6 này sẽ được hưởng rất là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn luôn, đúng không chị? Đúng rồi. Bây giờ mình đi chợ nha. Đúng rồi, như em đã nói ở đầu chương trình đó, em chỉ gợi ý lên mâm cơm ngày hôm nay thôi, còn phần hướng dẫn đi chợ và chế biến là vẫn thuộc sở trường của chị Oanh mà. Rồi, mình đi chợ thôi ha. Dạ. Cái này á làm được nhiều món lắm á, nhưng mà hôm nay mình sẽ xào nó với rau củ ha. Em thấy nấu canh cũng ngon lắm á. Rồi tươi xanh luôn nha, gói bằng lá chuối nữa. Mua một bó vậy thôi ha chị ha. Một bó này đủ rồi đó mà. 60 gram. Thì là này nè, nó là một cái cây gia vị, vừa để cho thực phẩm thơm, không có mùi tanh mà có mùi đặc trưng nữa. Và là nó cũng là một cái cây thuốc nha, một bài thuốc luôn. Cái cây thì là này nè, người ta trị được là viêm nè, đau bao tử nè. Và có một cái thông tin thú vị á, là cái lá, cái hạt thì là này mỗi ngày mình nhai chừng 5 đến 7 hộp á thì sẽ cải thiện được cái hơi thở đáng kể đó. Hữu ích quá. Dãy ngon quá nè. Dạ. Mình mua nửa ký về tráng miệng nha. Dạ, mua nửa ký thôi. Wow, vậy là nãy giờ nửa ký vải này nữa là chị em mình mua tổng cộng hết 225.000 đó chị, cho mâm cơm ngày hôm nay. Tính ra hơi cao đúng không chị? Đúng rồi, nhưng mà tại vì trong siêu thị đó người ta bán những cái nguyên liệu thì nó nguyên con cá nè, hoặc là nguyên túi, cho nên mình có thể dùng phân nửa và mình cất lại phân nửa. Tính ra 225.000 nhưng mà không phải là một bữa ăn, mà là có thể là một ngày, hai bữa hoặc là ba bữa luôn cũng được chị ha. Như vậy thì mâm cơm em lên nay giá cũng hợp lý chứ đâu có bị cao đúng không chị? Hợp lý nè, ngon nè, và đầy đủ dinh dưỡng nữa đó. Em cũng có khiếu lắm chứ bộ. Vâng thưa quý vị, như vậy là hai chị em chúng tôi đã hoàn tất cái phần hướng dẫn đi mua nguyên liệu rồi đó. Còn bây giờ thì Hoàng An xin được thay mặt chương trình cảm ơn nhà tài trợ Co.opmart đã đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv9.vtv.vn hoặc fanpage Chợ Khéo Cơm Ngon. Và đừng quên gửi về cho chúng tôi thực đơn mâm cơm với chi phí hợp lý để nhận những phần quà cực kỳ hấp dẫn nha. Hẹn gặp lại quý vị ở những số sau của chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ chiều thứ bảy cách tuần trên VTV9. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục đến với phần hướng dẫn chế biến mâm cơm ngày hôm nay cùng với chuyên gia ẩm thực Hoàng Oanh. Và em xin gửi lời chào tạm biệt ạ. Chào mừng quý vị đến với không gian bếp của Chợ Khéo Cơm Ngon. Đây là những món mà mình đã sơ chế. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần tẩm ướp và chế biến nha. Trước tiên thì mình sẽ có món cá ba sa ướp muối ớt hấp ăn kèm rau sống và nước mắm. Cá ba sa đó mình về làm sạch. Mình sẽ chuẩn bị một chén muối ớt, khoảng một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê tỏi, một muỗng cà phê hành, một ít hạt nêm. Mình cũng cho vào cái chén muối ớt này một ít dầu ăn và một miếng dầu hào. Trộn đều hỗn hợp này và ướp vào cá.
Nếu mà bạn ăn được cay á, thì mình cũng ướp vào một ít ớt bột. Sau đó mình sẽ bắt một nồi nước sôi. Bạn nhớ là hấp cá đó, là mình hấp trên nước sôi và hấp trong vòng 20 phút. Vì thời gian của bữa cơm chiều không có nhiều, cho nên trong khi mà chờ hấp cá đó, thì mình sẽ xào rau củ. Kế tiếp là mình sẽ xào cái món rau củ xào heo viên. Cho vào chảo một ít dầu ăn, một ít tỏi. Heo viên mình mua về rửa sạch. Nếu mà bạn thích trụng lại thì mình trụng sơ nó. Rau củ gồm có cà rốt, bắp non, hành tây, ớt chuông. Cà rốt và bắp non thì mình sẽ trụng sơ. Sau đó mình ngâm với nước đá một lát và mình lấy lên để ráo. Mình sẽ xào heo viên trước. Kế tiếp là mình xào hành và ớt. Trong cái món hành ớt này thì mình cũng sẽ làm một chén sốt xào gồm có dầu hào, nước tương, một muỗng hạt nêm, một ít bột ngọt. Nếu mà nhà bạn nào không thích ăn bột ngọt thì mình không cần cho bột ngọt nha. Và mình cũng cho vào một ít đường và tiêu. Sau đó thì mình cho thêm một chút xíu nước. Mình cho chén sốt xào vào, đảo nhanh tay. Sau đó mình pha một ít bột năng, một muỗng cà phê bột năng và một ít nước để làm sánh cái nước sốt xào. Sau khi mà rau củ đã mềm rồi, cho một ít nước đã trộn với lại bột năng. Và cũng cho luôn dĩa heo viên mà mình đã xào. Một dĩa rau mà đầy màu sắc như vậy đúng là ngon mắt mà ngon miệng, đúng không cả nhà? Rồi, vậy là rau xào của mình đã hoàn tất rồi đó. Mình cho ra dĩa, rắc thêm một ít hành ngò và tiêu nha. Món kế tiếp của mình sẽ là món canh nghêu nấu khế thì là. Trước tiên thì mình bắt nồi, để nồi nóng, mình cho vào một ít dầu ăn. Khi dầu nóng lên, mình sẽ xào một ít hành tỏi. Khi hành tỏi thơm, bạn sẽ cho cà và xào trước. Kế tiếp là cho khế. Và nêm vào một ít nước mắm, khoảng một muỗng cà phê. Sau đó thì bạn cho nước. Sau khi mà canh sôi, mình nêm vào đây 2 muỗng nước mắm, nửa muỗng hạt nêm. Mình ăn bột ngọt thì mình cho chút xíu bột ngọt thôi. Và mình cũng nêm vào đây khoảng nửa muỗng đường. Sau đó thì mình cho nghêu thịt vào. Đợi sôi nước lên, nêm lại vừa ăn và sẽ cho rau thì là. Sau khi mà canh sôi lại đó, thì mình cho thì là vào. Không cần nấu sôi nữa, tại vì thì là rất là nhanh chín. Mình nhát ra. Cá hấp mình vừa chín, mình bắt ra, cho ra dĩa, cho mỡ hành, dọn kèm nước mắm và rau sống nha. Mâm cơm hôm nay của mình sẽ có vải tráng miệng nha. Vậy là mình đã hoàn tất mâm cơm của mình rồi đó. Chúc các chị em luôn có những bữa ăn đầm ấm, vui vẻ bên gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.